đến năm 2023, số game thủ PC tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn tổng số dân của nước Mỹ. Đến năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 354 triệu game thủ PC chơi các tựa game trực tuyến tại Trung Quốc, nhiều hơn cả toàn bộ dân số Mỹ. Con số người chơi cực khủng này sẽ là đội quân giúp ngành công nghiệp game khổng lồ của Trung Quốc kiếm được sấp xỉ 16 tỷ đô la Mỹ trong cùng năm đó. Và đừng quên rằng, thị trường game di động tại Trung Quốc thậm chí còn lớn hơn thị trường game PC gấp nhiều lần. Những số liệu này được cung cấp bởi công ty nghiên cứu và tư vấn game hàng đầu châu Á, Niko Partner, và là một phần trong bản báo cáo Thị trường game trực tuyến PC tại Trung Quốc năm 2019, với nội dung không chỉ tổng kết tình hình game PC tại nước này trong năm 2018 mà còn dự báo tương lai của ngành công nghiệp này vào năm 2023. Nếu bạn ngạc nhiên về kích cỡ của thị trường game PC Trung Quốc, bạn nên xem lại, đây là một thị trường đã bùng nổ từ năm 2001 thời điểm mà toàn bộ thị trường game chỉ có giá trị 100 triệu USD. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là thị trường game PC Trung Quốc đã kiên cường chống chịu ra sao trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý của chính phủ. Vào tháng 3 năm 2018, chính phủ Trung Quốc đưa ra lệnh ngừng tạm thời việc cấp phép cho tất cả các tựa game mới được phát hành và kiếm tiền tại nước này. Lệnh cấm này diễn ra gần một năm, buộc Nico Partner phải điều chỉnh dự báo của họ cho năm 2018. Dù vậy, ngành công nghiệp game PC Trung Quốc vẫn kiếm được 15,21 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, với tổng cộng 312,4 triệu game thủ PC, trong đó có đến 79,7 triệu game thủ chấp nhận chi tiền vào tựa game yêu thích của họ. Để so sánh, toàn bộ ngành công nghiệp game Mỹ, bao gồm PC, di động và các hệ máy console, chỉ mang về doanh thu 30,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018 mà thôi. Báo cáo của Nico Partner còn bao gồm doanh thu ước tính đối với Steam vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp game PC Trung Quốc. Trong vài năm trở lại đây, Steam đã tìm cách tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, trong khi các dịch vụ khác như ITCH, đã bị chặn hoặc bị kiểm soát bởi chính sách của chính phủ. Thông qua Steam, các game thủ Trung Quốc có thể chơi các tựa game vốn không được phép bán theo hình thức thông thường, như Grand Theft Auto 5 chẳng hạn. Hơn 24% người dùng Steam đã chuyển ngôn ngữ của họ sang tiếng Trung giản thể, và Trung Quốc chiếm giữ một lượng lớn lưu lượng tải về từ Steam. Đầu năm nay, PUBG cho biết châu Á đóng góp đến 53% trong tổng doanh thu 920 triệu đô la Mỹ của hãng. Có thể thấy, ngành công nghiệp game PC Trung Quốc có quy mô rất lớn và dù bị qua mặt bởi game di động và bị kìm hãm bởi những thay đổi trong chính sách, nhưng vẫn phát triển với tốc độ đều đặn. Dưới đây là một số thông tin thú vị khác từ bản báo cáo của Niko Partner. Game nước ngoài chiếm 60% doanh thu game PC tại Trung Quốc trong năm 2018. Trung Quốc có 138.000 quán cà phê Internet. eSports có vai trò quan trọng nhất trong sự tăng trưởng của thị trường game PC Trung Quốc. Doanh thu từ eSports đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, chiếm 41,4% doanh thu game trực tuyến trên PC. Dự báo doanh thu eSports sẽ đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023.